Vâng, xin chào các bạn, tiếp tục đến với kênh của mình các bạn. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn ghi cái phản ánh của mình trên cái ứng dụng sổ sức khỏe điện tử để các bạn cập nhật các thông tin tiêm vaccine của mình. Tại vì hiện nay cái vấn đề cấp thẻ xanh, thẻ vàng đang được rất nhiều dư luận và anh em quan tâm. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn, tuy rằng nhà nước chưa có áp dụng cái thẻ vàng, thẻ xanh này, nhưng mà mình hướng dẫn để các bạn nào chưa có được cập nhật thẻ xanh, tiêm đủ 2 mũi nhưng mà chưa được cập nhật thẻ xanh, hoặc là tiêm 1 mũi chưa được cập nhật thẻ vàng, thì cái này liên quan đến quyền lợi của chúng ta sau này. Thì các bạn khi mà xem được video này, các bạn hãy khẩn trương và điều chỉnh các thông tin liên quan trên cái máy, trên cái sổ sức khỏe điện tử của các bạn, để khi mà nhà nước có áp dụng việc thẻ xanh thẻ vàng thì các bạn có để sử dụng. Vâng, đầu tiên khi cái chúng ta tải cái sổ sức khỏe điện tử này về, cái này thì chúng ta chỉ cần lên Apple to tại ghi là sổ sức khỏe điện tử và có icon giống vậy thì các bạn có thể tải về rồi. Rồi các bạn bấm vào. Khi tải về rồi các bạn bấm vào và các bạn đăng nhập, thì mình đã đăng ký và đăng nhập theo thông tin số điện thoại của mình. Đó. Thì khi mà các bạn đăng nhập xong, các bạn vào cái mục hồ sơ sức khỏe của các bạn. Thì các bạn sẽ thấy cái mục tên của các bạn bấm vào. Đó, các bạn bấm tiêm chủng COVID. Thì mình đã tiêm đủ 2 mũi nhưng cập nhật cho mình chỉ 1 mũi thôi. Đây, chỉ 1 mũi thôi. Và cái mũi của mình á là cái ngày 28 tháng 7 mình tiêm mũi 2 chứ không phải là mũi 1, cập nhật cho mình mũi 1. Đó. Và sau đây mình sẽ tiến hành chỉnh sửa thông tin để cho các bạn có thể tiện theo dõi. Thì trên cái ứng dụng này nó không có mục chỉnh sửa. Đó, không có mục chỉnh sửa nha các bạn. Và các bạn rất khó chỉnh sửa trên mục này. Thì mình hướng dẫn cho các bạn vào cái trang web này của cũng nhà nước của mình luôn, thì các bạn chỉnh sửa nó sẽ hiệu quả hơn. Vâng, thì các bạn vô một cái trình duyệt web nào cũng được, mình có Google cho mình sẽ vào Google cho. Thì các bạn bấm vào cái mục tiêm chủng COVID, mình bấm lại cho các bạn xem. Tiêm chủng COVID, các bạn bấm về nó sẽ ra nha các bạn. COVID thì tại mình hướng dẫn này là cho nhiều nhiều người lớn tuổi, người ta không biết cái trang web, thì mình chỉ cần bấm tiêm chủng COVID rồi các bạn bấm. Các bạn đừng có chấm GOV, nếu các bạn nào biết thì chấm càng tốt, không các bạn không biết cứ bấm tiêm chủng COVID. Rồi, các bạn sẽ thấy cái mục tiêm chủng covid.gov.vn, cái trên dưới nào cũng được nha các bạn. Đó, thì các bạn bấm vào. Có thường thường có cái đuôi gov.vn thì là thường đa số các trang của nhà nước mình. Đó, thì các bạn vào trang đó thì các bạn sẽ yên tâm. Và các bạn thấy cái bên hông nó có một phản ánh. Hồi nãy trong cái ứng dụng sổ sức khỏe điện tử nó sẽ không có nha các bạn. Thì ở đây nó sẽ có phản ánh thông tin, tức là những thông tin nào các bạn sai các bạn sẽ hỏi lên đây phản ánh, thì mình bấm vào một phản ánh thông tin và đây mình nhập các thông tin của mình. Thông tin nói chung là mình đã làm trước đó rồi, thì bây giờ mình biết mình hướng dẫn thì mình sẽ không nhập lại. Thì họ tên thì các bạn cũng đã biết rồi, họ tên nè, giới tính, ngày tháng năm sinh, số điện thoại, số chứng minh nhân dân, địa chỉ, thành phố, tỉnh, quận, huyện, xã. Thì này rất là dễ nha các bạn. Đây nó có một phản ánh nè, chọn vui lòng chọn loại phản ánh, thì nó có 3 mục để cho các bạn tích vào. Thì tôi đã tiêm mũi 1 nhưng chưa có giấy chứng nhận, thì dành cho những bạn nào đã tiêm mũi 1 nhưng chưa có được cấp thẻ vàng nha các bạn. Tôi đã tiêm mũi 2 nhưng chưa có giấy chứng nhận tiêm mũi 1. Đó. Tôi đã tiêm 2 mũi nhưng chưa có chứng nhận tiêm mũi 1 và mũi 2. Thì các bạn sẽ đọc những thông tin này. Các bạn xem mình thuộc trường hợp đối tượng nào thì các bạn click vào. Mình ví dụ như hồi nãy trường hợp của mình là mình tiêm mũi 2 nhưng cập nhật cho mình mũi 1. Đó. Tiêm mũi 2 nhưng chỉ có chứng nhận tiêm mũi 1. Ừ. Thì của mình là không phải nha. Của mình là đã tiêm 2 mũi nhưng chỉ có chứng nhận mũi 1 và mũi 2. Nhưng chưa có chứng nhận mũi 1 và mũi 2. Mình là tiêm mũi 2 nhưng chưa có chứng nhận mũi 1 đây. Đó, các bạn bấm vào. Mình là thuộc trường hợp này các bạn. Đó, thì các bạn bấm vào. Thì các bạn chọn loại vaccine, số lô, thì cái mục nào có dấu sao thì các bạn bắt buộc phải điền vào, còn mục không có dấu sao các bạn có thể bỏ qua. Rồi các bạn điền vào hết. Thì khi mà tới phần cuối nó sẽ cho các bạn là tải một cái tệp lên, thì các bạn sẽ chụp cái giấy chứng nhận đi tiêm của các bạn á, các bạn chụp tải lên đó, thì các bạn sẽ chụp cái ảnh đó các bạn tải lên thôi, cái đó thì đơn giản thôi, thư viện ảnh các bạn tải lên thôi. Còn những bạn nào mà tiêm vào những đợt đầu nha các bạn, thì chưa có giấy cái giấy chứng nhận này, thì các bạn vẫn cứ chụp cái giấy một bên người ta ký bên mũi 2, các bạn chụp gửi lên nha các bạn. Nói chung có thông tin gì các bạn cứ chụp gửi lên đó.
Thì khi bạn xong thì các bạn chỉ bấm ngoài nhập cái mã captcha này và các bạn bấm gửi phản hồi. Thì khi người ta sẽ báo là gửi phản hồi thành công, thì khi đó là các bạn cập nhật thành công nha các bạn. Tại vì khi các bạn cập nhật thành công xong thì một thời gian người ta xem xét, người ta sẽ điều chỉnh thông tin của các bạn. Thì các bạn sẽ vào khi các bạn vào lại cái ứng dụng á, thì người ta sẽ có chứng nhận. Thì này mình chưa có nha các bạn. Đó, người ta sẽ có chứng nhận. Thì thường thường cái trang web này nó sẽ có luôn cái mục đó, thì các bạn có thể vào cái mục này để các bạn tra cứu. Ví dụ như mình tra cứu chứng nhận tiêm vaccine, đây mình vô chứng nhận, mình bấm tên của mình, ngày tháng năm sinh, giới tính, số điện thoại. Số chứng minh, mình xin phép che cái số chứng minh lại nha các bạn. Rồi, đây tra cứu, nó sẽ gửi cái mã về. Đó, cái mã này sẽ nằm trên cái số điện thoại của các bạn nha các bạn. 537601. Đó thì nó sẽ ra được cái thông tin của các bạn nha các bạn. Đây của mình đã tiêm một mũi vaccine, như nãy mình cho các bạn xem thông tin nha các bạn. Đó thì các bạn sẽ gửi phản ánh, thì khi phản ánh chấp nhận phản ánh của các bạn thì nó sẽ hiện ra là cái nền màu xanh và đã tiêm hai mũi vaccine nha các bạn. Rồi chúc các bạn thành công. Thì các bạn có thể ủng hộ bằng mình bằng việc là đăng ký kênh, dưới cái video này nó có cái nút đỏ đỏ, thì các bạn bấm nút đăng ký kênh và mở chuông khi có những video hướng dẫn mới nhất của mình về liên quan tới iPhone cũng như là những vấn đề về tiêm vaccine, thì các bạn cũng có thể hỏi mình. Thì khi mình biết cái gì thì mình sẽ giải đáp cho các bạn cái đó, để các bạn kịp thời cập nhật các thông tin nha các bạn.